Hi, xin chào tất cả các bạn, trở lại với ô tô Sài Gòn. Mitsubishi vừa mới tung ra thị trường phiên bản cao cấp nhất, đó là phiên bản Mitsubishi X-Force Ultimate. Trên những dòng phiên bản cao cấp đã được trang bị những dàn âm thanh cũng hết sức xịn sò đến từ thương hiệu của Yamaha rồi. Nhưng mà đến với chương trình của EMA hôm nay thì chúng ta lại có một chiếc X-Force ở phiên bản thấp cấp hơn, chúng ta lại có một cái dàn âm thanh cũng cơ bản thôi. Chính vì vậy nên cái nhu cầu nâng cấp âm thanh trên những dòng xe phổ thông thế này là hết sức cần thiết. Và để đến với chương trình của EMA thì anh Vũ đây cũng mang lại một chiếc Mitsubishi X-Force để tham dự những cái chương trình thi đấu Thanh Sơ 2024. Và anh Khoa Vũ sẽ chia sẻ cho mọi người biết về những cái hạng mục nâng cấp trên chiếc xe để giúp cho mọi người thỏa mãn cái nhu cầu chơi âm thanh của mình. Một lần nữa thì để gửi đến tất cả các bạn trên ô tô Sài Gòn, anh Vũ có thể chia sẻ về bản thân anh cho những người mà chưa hiểu về cá nhân của anh được không? Xin chào các bạn, mình là Khoa Vũ, đến từ nhà phân phối những cái thiết bị âm thanh xe hơi và phụ kiện dành cho xe hơi là công ty Minh Phúc Anh. Thì hôm nay đứng kế bên đây thì như các bạn cũng biết là đây là một chiếc xe Mitsubishi Ford. Chiếc này thì cái phiên bản nó thấp hơn cái bản Ultimate mà hồi nãy mình mới nói. Chiếc này thì bên Aika là chủ sở hữu chiếc xe này, thì chiếc này bên Aika cũng mới mua tức thì luôn, mới chạy được 12 km. Và cũng đem qua bên Autobit là cái đơn vị thi công chiếc xe này. Để thi công chiếc xe này thì trên đây thì nó gồm hai hệ thống, một cái hệ thống nghe bên trong xe và một hệ thống chơi show bên ngoài. Hệ thống nghe bên trong xe nghĩa là khi chúng ta vận hành chiếc xe, đóng mọi cái cửa lại thì chúng ta vẫn di chuyển và vẫn nghe cái hệ thống đó. Còn cái hệ thống show thì khi mà chúng ta chơi nhạc ở ngoài, mở cửa, cần có những cái sự kiện hay là hát karaoke như thế nào đó thì chúng ta mở ra thì đó gọi là hệ thống show. Đương nhiên một cái hệ thống lớn như thế này thì nó có quá nhiều thiết bị, thì buộc chúng ta phải đóng những thi công thiết bị như thế này. Thì đây là một trong những cái chiếc xe mà bên đơn vị thi công là Autobit cũng thi công rất là cầu kỳ và rất là phức tạp. Ý tưởng trên chiếc xe này cũng rất là nhiều thứ. Các bạn cũng biết là Minh Phúc Anh là một trong những cái đơn vị mà có thể cung cấp cho tất cả mọi người về những cái trang thiết bị để cho Autobit thi công kết hợp với Aika, để chúng ta sẽ có những cái sản phẩm được độ âm thanh rất hết sức xịn sò như thế này. Ngoài ra thì anh Vũ có thể chia sẻ cho em biết là chúng ta đang độ âm thanh với những cái thiết bị gì và cùng với phân khúc nào mà anh thi đấu để tham dự thi đấu âm thanh xe hơi 2024? Thiết bị thì trên đây nó cũng sẽ thi hai hạng mục luôn, một cái hạng mục nghe bên trong xe và một cái hạng mục show bên ngoài. Thì thiết bị hạng mục nghe bên trong xe thì nó là một cái hệ thống loa và sub của Focal, một cái thương hiệu đến từ Pháp. Bộ xử lý tín hiệu nó là của Rainbow đến từ Đức. Hệ thống show bên ngoài thì những cái âm ly như bạn thấy đây là âm ly của Focal kết hợp với lại hệ thống loa show của Rock Power. Rock Power thì một cái thương hiệu gọi mình hay gọi là thương hiệu nội địa Trung Quốc. Nó khá nổi tiếng về những cái hệ thống loa show như thế này. Thì tất cả này là do bên Minh Phúc Anh phân phối và cung cấp cho cái thị trường hiện giờ. Ở đây chúng ta có thể nhìn sơ thấy đến 3 cái âm ly anh hả? Đúng rồi, 3 cái âm ly. Và phía dưới thì chúng ta sẽ có thêm dàn hệ thống gì mà hết sức là đẹp vậy anh? Ok, cụ thể đây là 3 cái âm ly dùng để kéo hệ thống show, loa show này. Dưới đây sẽ có một cái âm ly nữa, cũng của Rock Power, nó kéo cái sub 12 inch của Focal. Đây là một trong những cái sub cũng rất là cao cấp của Focal, cái dòng K2 Power kết hợp với một cái bộ xử lý tín hiệu. Thì đây và bên hai bên đây các bạn thấy đây là hai cái tụ điện. Đó là hệ thống tụ điện để mà hỗ trợ hệ thống điện cho cái xe này khi mà chơi nhạc. Tại vì nó một cái hệ thống khá lớn nên nó cần có những cái tụ điện để bổ sung cái hệ thống điện cho xe. Để cái quá trình thi công cái giảm thanh đóng cốp như thế này thì mất bao lâu anh? Như chiếc xe này mình thi công tầm cỡ hơn 3 tuần. Tại vì nó cần ý tưởng rồi để thực hiện được cái ý tưởng đó và những cái chế tác, rồi trong cái thời gian thi công nó phát sinh rất là nhiều thứ nữa. Nên thi công những cái xe kiểu như vậy ít nhất nó phải mất rơi vào tầm cỡ 3 tuần. Chiếc xe này của đơn vị là Aika. Aika là một cái đơn vị chuyên cung cấp màn hình Android, những cái Android box và rất là nhiều thứ về đồ công nghệ. Thì bên Autobit và nhận cái đơn đặt hàng của bên này. Đương nhiên nó là của Aika nên chúng ta lấy cái ý tưởng từ Aika. Thì việc đầu tiên chúng ta có những cái logo và những cái biểu tượng của thương hiệu của Aika. Và bên đó thì nó có những cái slogan. Cái khó của những cái hệ thống thi công lắp đặt của những cái hệ thống này nó không phải là thiết bị bao nhiêu tiền hay là bao nhiêu thiết bị. Nó khó là chúng ta sắp xếp một mớ thiết bị đó lên trên một chiếc xe và thiết kế sao nhìn cho nó cực đẹp và cực bắt mắt. Cái đó mới là cái khó. Mấy bạn thấy như vậy nó cực kỳ đơn giản nhưng mà thật ra khi mà xả xuống nó mấy chục chi tiết ở trên đây để mà lắp ghép thành một cái hệ thống. Và quan trọng nó là một cái ý tưởng để mà thi công. Thì hiện giờ thì cái ý tưởng này như các bạn thấy đây là những câu slogan của Aika, công nghệ thông minh cho xe bạn, và những cái thương hiệu như là
Ecas, Eliview, Eliget là những cái sản phẩm của bên Eka. Thì chúng ta bắt buộc thi công một chiếc xe demo cho một cái hãng như thế này thì bắt buộc chúng ta phải đưa hết tất cả những cái ý tưởng, những cái tinh hoa của cái thương hiệu đó đưa lên trên đây để mà show cho người ta. Thì đây là từ cái đó là chúng ta mới lên được ý tưởng cho một cái thi công một cái cốp như thế này. Với những cái nâng cấp âm thanh xe hơi như thế này thì ngoài việc mà nâng cấp loa âm ly và những cái tín hiệu đường truyền thì phần ngoại thất hoặc là nội thất chiếc xe mình cần bổ sung thêm những cái cách âm hay tiêu âm được không anh? Bắt buộc thì mình không gọi là bắt buộc nhưng mà nên có. Đương nhiên việc đầu tiên bắt buộc nó là cách âm cửa. Cái cách âm cửa là cái bắt buộc cho những cái hệ thống âm thanh lớn như thế này chúng ta nên vô. Còn về cách âm mà gọi là cách âm tổng thể chiếc xe, nó tùy vào cái nhu cầu, nó vẫn là tùy vào cái nhu cầu của chủ xe thôi. Đương nhiên cơ bản như mình hay nói là nó tùy vào cái chi phí chủ xe. Nếu mà chi phí tốt nhiều thì chúng ta cứ cách âm, tại vì nó cần một cái môi trường yên tĩnh, một môi trường tốt bên trong xe để mà cái hệ thống âm thanh nó phát huy được hết cái khả năng của nó. Nếu như ở trên những cái phiên bản cơ bản giống như Exit hay là X thì chúng ta có những dạng âm thanh cơ bản rồi, mà nếu như các bạn không có nhu cầu độ những cái dạng âm thanh đóng cốp như thế này thì các bạn cũng có thể lựa chọn những dạng âm thanh bên trong để chúng ta thấy hưởng thụ những dạng âm thanh tốt hơn khi mà chúng ta lái xe. Bây giờ mình với anh Vũ sẽ đi ra phía trong để cho mọi người thể tham khảo chút xíu dạng âm thanh bên trong xe độ như thế nào. Và đây là dàn âm thanh ở trong xe, thì anh Vũ có thể chia sẻ một vài cái yếu tố để giúp cho cái âm thanh ở trong xe nó sẽ hay hơn. Đương nhiên cái yếu tố đầu tiên như hồi nãy mình cũng nói lúc nãy là nó là yếu tố đầu tiên là chúng ta nên cách âm. Mà về việc cách âm thì nó là cách âm cửa, quan điểm của mình á, cách âm cửa trong các những cái vị trí cách âm cửa là khá quan trọng. Nó có nhiều cái thứ để mình, ví dụ cách âm trần, cách âm sàn, cách âm cửa, cách âm hốc bánh, thì trong các những vị trí đó thì ở môi trường sử dụng xe như ở Việt Nam, ở Sài Gòn hay ở Hà Nội, những cái thành phố mà lượng xe máy đông đúc thì cách âm cửa là cái thứ rất là hiệu quả. Và bản thân thật sự là những cái xe Nhật á, về cái cách âm cửa và cái hệ thống khung cửa này nọ nó rất là nhẹ, nên việc cách âm cửa nó sẽ giúp cái cửa nó đầm, nó chắc, và đương nhiên nó giảm cái tiếng ồn của cái môi trường giao thông vào bên xe, trong xe rất là nhiều. Nên cái việc cách âm cửa là cái việc đầu tiên nên chơi những cái hệ thống âm thanh như thế này. Ngoài ra thì âm thanh ở trong xe như thế này thì anh lên bao nhiêu loa? Như cái hệ thống này thì ở sau đây nó sẽ có 2 loa, 4 loa, nghĩa là mỗi bên cửa sẽ được 2 loa kết hợp với ở sau là nó trở thành một cái hệ thống show. Còn ở phía trước thì nó chỉ là một bộ loa 3 đường tiếng thôi. Nếu mà tính loa nó là 6 loa. Một bộ đường tiếng gồm 2 bass, 2 mid, 2 chép, thì bộ trước nó sẽ là 6 cái loa và kèm thêm một cái sub nữa. Anh nghĩ như thế nào về những cái dàn âm thanh hai quay được trang bị ở trên xe X-Force phiên bản Ultimate là phiên bản cao cấp nhất, với dàn âm thanh mà mình độ với cái chi phí cao hơn như thế này? Thị trường xe bắt đầu ra những cái phiên bản xe mà có thiết kế zin theo xe là những cái hệ thống âm thanh như Yamaha trên những chiếc Mitsu là một ví dụ điển hình. Thì những cái hệ thống đó nó chỉ hay hơn những cái bản mà không có hệ thống loa Yamaha thôi. Nghĩa là bản thấp hơn cái bản Ultimate. Còn về so với những cái hệ thống mà nâng cấp ở ngoài thị trường, thật sự thì nó không thể, rất là khó so sánh. Đương nhiên mình hay ví dụ như cái hệ thống zin theo xe của chiếc Mitsu X-Force Ultimate. Ví dụ hệ thống đó nó rơi vào âm thanh, giá trị âm thanh nó rơi vào tầm cả 30 triệu. Nếu mình nâng cấp thì mình đổ vào tầm cả 4-50 triệu thì mình sẽ bảo đảm với là nó khác biệt hoàn toàn và nó hay hơn hoàn toàn so với hệ thống. Còn nếu mà mình đầu tư tầm cả 10 triệu, 15 triệu thì mình lại khuyến khích. Với những cái xe đó, những cái bản mà có zin theo xe là Yamaha thì không nên. Những cái bản thấp hơn thì đầu tư 10 triệu, 20 triệu là nó vẫn hay hơn rất là nhiều. Tại vì bản thân những cái hệ thống zin theo xe như Yamaha thì nó có đầy đủ những cái thiết bị, nó gồm loa, âm ly và sub. Còn những cái bản thiếu là nó chỉ có loa thôi, nó không có âm ly, không có sub. Nhưng mà để so sánh với những cái hãng độ ở ngoài, những cái hệ thống độ ở ngoài như cái này thì quá lớn, mà không nói những cái hệ thống mà tầm cả 4-50 triệu thì nó cũng không so sánh được đâu. Rồi, những vài thông tin để cho mọi người có thể tham khảo xe Mitsubishi S-Fox được độ âm thanh để thi đấu âm thanh xe hơi 2024 như thế này. Một lần nữa cảm ơn anh Khoa Vũ đến từ Minh Phúc Anh, một trong những nhà cung cấp thiết bị độ âm thanh xe hơi và đối tác của Eika thi công đó là Autobit, để chia sẻ đến mọi người những thông tin về dàn âm thanh trên Mitsubishi S-Fox. Một lần nữa cảm ơn Khoa Vũ rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau với những chiếc xe độ của anh Khoa Vũ sẽ thú vị hơn rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn, cảm ơn ô tô Sài Gòn.